Em mất hai cốc rồi. Không, tại đấy là em rót mà anh không uống chứ. 10 cốc bia mà dồn vào là chỉ còn được 8 cốc. Cho anh mượn một cốc này, em cứ rót thì rót anh 2 cốc anh tử hát. Như vậy nếu mà bia chúng ta rót đầy được lên, thực tế rằng bán bia là có một cái nghệ thuật rót bia nhá. Các bạn nhé, có một nghệ thuật rót bia này, đó. Đó, 10 cốc là còn 7 cốc và tiêu mất 2 cốc rưỡi này. Sư phụ, anh nể vào trong sư phụ thật vậy này. Phải nể vào này sư phụ thật. Nghĩa là bọn mình gọi quán đóng cửa gọi 10 cốc bia. Xong rồi nó rót bọt, xong rồi bị xẹp mất và tôi dồn lại 3 cốc vào. 3 cốc lại vào cho đẩy lại với nhau. Nó bảo anh ơi bị xẹp mất rồi, em rót lại. Thế mà hết 2 cốc rưỡi thật. Bọn nó lừa mình có tổ chức vậy đái thật. Còn thừa tít tẹo luôn rồi.